Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ test khung chi tiết tên là Step Lepet và tôi dùng cái bot cái chế độ là Pattern Assembly và đặt nó trong cái thư mục là số 4 Pattern Surface Step Lepet. Ở đây tôi dùng là 4 sản phẩm nha các bạn, 4 lòng khung, cho nên tôi chọn chế độ là Layout là Array. Rồi, tôi đồng ý thôi. Save ở đây luôn. Thì các bạn thấy mặc định là nó có cái layout mình là 3x3. Nhưng mà tôi chỉ muốn làm là 2x2 thôi. Thì các bạn có thể là vào cái mode design setup. Các bạn điều chỉnh lại là số phần tử trên phương X là 2. Số phần tử trên phương Y cũng là 2 luôn. Ở đây thì cái khoảng cách theo phương ngang và phương đứng mình chưa có biết các bạn, tại mình chưa có sản phẩm, thường tạm thời để như vậy. Nhưng sau khi mình có rồi á, mình có thể điều chỉnh lại đây được. Các bạn đồng ý nha. Thì nó còn là 2x2 nè. Rồi sau đó thì mình vô cái load work path. Các bạn mở cái step lepet này ra. Rồi, ở đây thì tôi không tạo khung mới nha, để tôi rút là 3%, đơn vị là mm bình thường, tôi đồng ý. Để đưa nó vào. Thì các bạn thấy nè, như tôi nói hồi trước là mình nên là đưa cái chi tiết này vào trong môi trường bạc trước, để mình khảo sát, rồi mình di chuyển về USet, rồi mình xoay các hướng nhìn cho nó đúng lại. Tại vì chi tiết này tôi lấy từ bên Creo qua các bạn. Nhưng các bạn thấy nếu mình lỡ như bây giờ mà đưa vào như vậy, thì các bạn vẫn thể điều chỉnh được ở trong cái môi trường khuôn này bằng cách như sau. Các bạn là Edit Work Usage. Rồi các bạn đưa nó về đây nè. Tại vì sao? Tại vì lát nữa mình canh cái vị trí mà cái khoảng cách XY các bạn, là mình canh từ đây nè. Tới đây cho nó dễ. Cho nên tôi sẽ đưa nó về đây nhé. Thì tôi chọn cái anh này. Rồi bây giờ có thấy Z đang hướng lên trong khi sản phẩm mình như vậy á. Thì mình muốn, nếu mà nó muốn sản phẩm mình nó nằm ngửa như vậy á, thì Z sẽ phải hướng ra khỏi cái mặt này. Cho nên đây tôi chọn chức năng là xoay nè. Các bạn thấy nó nằm hướng này ha, X là nằm ngang như vậy. Tôi sẽ hướng lên thì tôi xoay quanh trục X âm 90 độ. Âm 90 độ. Tiếp theo tôi thấy rằng bây giờ nó là hướng này rồi, nhưng mà trục Y X đến chưa đúng. Nên là tức là thì tôi xoay một cái là âm 90 độ nữa. Đây thì các bạn thấy là ha, X theo phương dài nè, Z đi vươn lên này, về đúng rồi. Thì các bạn thấy là đồng ý. Để các bạn xem cái hướng này nha. À đúng mình muốn rồi đây. Sau đó các bạn có thể là pick thêm anh này là cái thứ hai. Pick cái này cái thứ ba thì các bạn thấy là có vấn đề, tại vì lúc này là cái hướng các bạn nó cùng hướng nha, trong khi anh này thì mình muốn nó xoay về hướng bên kia. Thì làm phải đây nha, mình nhấn shift, mình bỏ đi. Đây, mình bỏ thế này đi nha, để mình chỉnh sửa xong rồi mình quay lại mình làm tiếp. Thì các bạn tạm thời các bạn đồng ý nè. Thì các bạn nhìn sản phẩm thấy rằng á, cái này nó đối xứng, tức là các bạn sẽ có hai cách làm. Một là các bạn xoay 180 độ, hai là các bạn mirror luôn. Thì cách nào cũng được hết. Cái sản phẩm này thì nó đơn giản, các bạn hãy làm được là hai cách luôn. Thì cái cách mà mình mà sẽ mirror á, tôi sẽ nói vào một clip khác. Còn ở đây tôi chỉ các bạn cách là mình xoay 180 độ. Thì muốn xoay thì các bạn biết rồi, mình sẽ vào cái layout để mình xoay. Các bạn kích hoạt này lên nha. Thì phát hiện ra là ô, cái chỗ này hồi xưa á, có những cái layout á, nhất là cái layout mirror á, thì nó có chức năng là layout usage. Các bạn như việc là edit nó, các bạn nhảy góc xoay trực tiếp vào cái vị trí usage. Nhưng mà đây các bạn, nó là chơi chức năng là nó button. Các bạn không thể nào chỉ định được cái kiểu đó. Trong tình huống này các bạn có cách khác các bạn làm như sau. Các bạn cũng là bật nó lên nha. Rồi sau đó các bạn vào menu edit nè. Các bạn mua radio. Các bạn chọn lại không cho. Là tại vì đây các bạn là nó đang chưa được bật bộ lọc lên, các bạn kích hoạt lên cái. Các bạn chọn anh này, các bạn nút giữa, chọn trục giá trục xoay. Các bạn xoay là 180 độ. Và các bạn thấy là tôi cố tình làm nhiều tình huống nha. Với mỗi tình huống thì mình sẽ có cách xử lý khác nhau. Rồi, mình đồng ý. Thì khi có rồi á, thì ở đây có một điều nữa bạn kiểm lưu ý luôn nè. Tức là cái dấu xích mặc định đưa vào nằm ở góc dưới vậy. Bây giờ tôi muốn đưa lên trung điểm của cái cạnh này các bạn. Để mình để lại một phần khuôn á cho nó dễ, thì các bạn lại đo ha, mình measure nó, mình đo ví dụ như từ cái mép trung điểm anh này nè, đó tới anh này, và chế độ độ cao là 2.575. rồi thì các bạn lại quay về đây nha, nút phải chuột các bạn edit add, các bạn edit này nè, rồi các bạn chỉnh cái góc xoay là bên đây, cái tình tiến tọa độ tình tiến là bên đây. Ở đây thì hơi một cái nó bị giống như một cái mẹ, một cái strict các bạn. Ở đây thì thay vì các bạn nhập vào đây như Z đúng không, thì các bạn nhập vào là 2.575
là vào trong và tại vì nó tính theo cái phương ban đầu của nó, các bạn để là không nha. Câu nhập anh này 2.575 rồi, đúng là ok, mình đồng ý nè. Sau đó mình pick thêm cái anh này, cái anh này. Và các bạn lưu ý nha, cái việc mình chỉnh cái layout UCS để mình pick như vậy á, là nó chỉ có tác dụng là trước khi mình chọn đối tượng thôi, chọn cái UCS thôi. Chứ nếu như các bạn đã đưa nó bốn sản phẩm vào rồi và các bạn chỉnh cái layout UCS á, thì sản phẩm mình á nó không có xoay theo đâu nha các bạn. Giờ tại sao hồi nãy á, là sau khi tôi pick hai cái tới cái thứ ba tôi thấy là sai á, tôi phải bỏ đi, tôi chỉnh layout UCS rồi tôi mới quay lại là như vậy đó. Rồi tôi đồng ý. Đây mình thấy là gì nó xa quá các bạn, thì mình sẽ vào cái setup mình chỉnh lại. Ví dụ theo ít mình bây giờ á, thay vì 80, tức là tại đây là 80 là xa quá nè, các bạn cho nó là như là 30 thôi. Theo vuông y, tức là từ đây tới đây, các bạn có thể cho nó là dụ như là 60 thôi. Rồi mình đồng ý. Tiếp theo bây giờ mình sẽ đưa một mặt phân khuôn vào. Đây mình chưa có các bạn, thì ở đây sản phẩm nó đơn giản, thì thay vì mình làm 4 lần á, 4 phân khuôn á, thì tôi làm chung một lần luôn. Tôi sẽ vào cái layout tool, tôi add bằng tên Surface Part và tôi đồng ý. Tất nhiên add vào UCS gốc ở đây, đồng ý. Mình tạo một cái datum nha, ngay vị trí này. Và việc đầu tiên mình làm, mình sẽ split sản phẩm mình ra. Các bạn thấy là sản phẩm mình á, thì nó cái mặt này nè bạn, nó nằm liền như vậy luôn. Cho khi mình muốn là gì, mình chẻ làm đôi được cái, thì các bạn có thể là vào cái menu face split, các bạn chọn nha 1 2 3 4 5 6 7 8, mình split bằng cái mặt này. Rồi sau đó thì mình split bình thường thôi các bạn, split cái mặt này cho lên trên đúng không nè. New direction cavity, đưa anh lên trên đi kiếm thử, đồng ý cho đi xuống anh này kho đi kiếm thử, đồng ý. Sau đó ví dụ những anh này nè, tôi muốn đưa nó về kho luôn các bạn, thì tôi chọn nó. Nút giữa dưới đây, mặt này tôi muốn đưa về dưới luôn nha, đồng ý. Rồi bây giờ mình sẽ tạo cái mặt phân khuôn bên trong này, mình dùng cái năng là Cap Internal Island nha. Các bạn biết cái mặt này, đồng ý. Rồi thì để tạo một khuôn nhanh các bạn, mình tạo composite cơ trước nhé. Thì ở đây tôi ẩn này đi một cái này cho dễ tạo thôi. Đây tôi ẩn hết men này đi, tôi chỉ là anh đầu tiên thôi, tránh nhầm lẫn. Chain mình chọn là along open s cho nhanh nhé. Rồi tạo một cái được bốn cái các bạn thấy này nha, ở đây cũng có luôn nè. Sau đó thì mình sketcher, như bạn dùng là cành cũ. Các bạn thấy nè, cái composite cơ này các bạn nên tạo cho cái chi tiết cái part của mình á, thì các bạn tạo là sẽ được bốn cái luôn. Cái này mình delete đi nha, các bạn kích hoạt cái ông này lên nè. Đó, ok, sau đó quay lại. Thì qua cái phiên bản sau này á, thì hình chữ nhật mình á, mình vẽ từ tâm vẽ ra được các bạn. Ở đây thì chưa có chức năng đó, còn vẽ bằng phải ràng buộc nó hơi rườm rà tí.
cho là 300 nhé. 160 này cho 320 đi. Rồi, mình đồng ý. Mình bao nó lại. Sau đó thì mình đi chia về hai phía bình thường các bạn. Bắt tay là tribute luôn, này đơn giản mình viết liền rồi. Rồi. Tiếp đây thì mình có thể là mình tạo một cái core cavity và mình cắt đi bình thường các bạn. Rồi. Cảm ơn các bạn.